Xin chào quý vị và các bạn, trước mắt chúng ta đây chính là phiên bản Toyota Vios hoàn toàn mới, thiết kế mới 2018-2019. Hiện tại xe vừa về đến đại lý Toyota Thăng Long và đây là chiếc phiên bản cao nhất Toyota Vios G 1.5 số tự động màu vàng cát, có giá bán niêm yết dự kiến khoảng 600 triệu đồng. Với thiết kế thay đổi hoàn toàn cả về ngoại thất, nội thất và đặc biệt là tính năng an toàn thì Toyota Vios 2018 hứa hẹn sẽ là một trong những chiếc xe chủ lực của Toyota tại thị trường Việt Nam trong những năm sắp tới. Đây là tổng thể sơ lược ngoại thất của chiếc Toyota Vios này. Các bạn thấy đẹp không ạ? Rất là trường xe. Lát nữa tôi sẽ chạy thử mà theo cảm giác của tôi đầu tiên khi tiếp xúc với cái Vios phiên bản mới này ấy, thì xe rất là cứng cáp, chắc chắn, vỏ dày, không còn giống như những chiếc Vios đời trước nữa. Các bạn có thể quan sát thấy cái tay nắm cửa này rất là lớn, to ngang với Fortuner luôn. Thân vỏ rất là dày dặn, đóng cửa nghe phập phập, rất là thích. Đây chính là chiếc Vios G của chúng ta. Hiện tại chiếc xe này chúng tôi sẽ bán trên thị trường bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 2018. Tức là còn khoảng 3 ngày nữa thì xe sẽ được bán trên thị trường. Đây là phần đuôi xe. Đuôi xe cũng đã được thiết kế lại hoàn toàn, đèn 3D chia làm đôi, vuốt dài hơn và mang nhiều cái phong cách của chiếc Camry XLE những phiên bản 2014-2015. Đó, các bạn thấy rất là đẹp. Hiện tại chiếc Vios G này chúng tôi đang bán với giá dự kiến khoảng 600 triệu, có bán trả góp lên đến 80% giá trị xe.